Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714 595 1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Chúng tôi đang gửi đến tin thưa quý vị và đây là chính thức văn bản của quận Cam đứng với các luật sư ở biện lý cuộc vân vân. Điểm đáng chú ý là ông Andrew Đỗ ngày xưa cũng uh, giữ vai trò luật sư biện lý cuộc với uh, bà vợ cũng là uh, thẩm phán luôn. Mà bây giờ dính líu đến với cái vụ này như thế này, uh, đơn kiện 17 tội danh và đã chính thức nộp lên tòa vào ngày hôm qua 15 tháng 8, 17 tội. Và trong số này, uh, được trình lên uh, tòa thượng thẩm, thưa quý vị, uh, Superior Court, bao gồm một chục tội danh, 17 tội này, vi phạm hợp đồng, hành vi kinh doanh không công bằng, nộp đơn khiếu nại sai sự thật, lừa đảo, giấu giếm. Vụ kiện được đưa ra sau khi nhóm phi lợi nhuận này đã bỏ lỡ nhiều thời hạn để giải trình hàng triệu Mỹ Kim tiền thuế do giám sát phiên Andrew Đỗ phân bổ Phần lớn số tiền này nhằm mục đích cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi trong thời gian đại dịch, người Việt Nam, vân vân. Rihanna Đỗ, con gái giám xếp Andre Đỗ được nêu tên trong vụ kiện cùng với Peter An Phạm, Đinh Mai và Vũ Thị Thu Thảo. Hồ sơ công khai cho thấy Rihanna Đỗ được liệt kê trong các vai trò lãnh đạo tại VAS trong thời gian ông bố làm giám sát viên Andrew Đỗ phân bổ hơn 10 triệu đô la 13 triệu đô la cho tổ chức 13 triệu Mỹ Kim Rihanna là và một cựu luật sư của VAS trước đây đã nói rõ rằng cô không giữ những vai trò đó nhưng họ không giải thích lý do tại sao tên của Rihanna xuất hiện trên ít nhất 9 tài liệu công khai bao gồm cả biểu mẫu thuế với tư cách là một viên chức của VAS Giám sát viên Donald Wagner cho biết Quận Cam không xem nhẹ hành động này và đơn kiện được đưa ra sau khi mọi nỗ lực trước đó đều thất bại. Đây là bản tin mà chúng tôi chuyển dịch sang tiếng Việt để chúng ta cùng đọc. Warner cho biết Quận đã biết về những bất thường về tài chính khác được nêu chi tiết trong khiếu nại khiến cần phải có hành động pháp lý nhanh chóng. Quận sẽ không dung túng cho những hành vi lạm dụng được nêu trong đơn khiếu nại này, này. Người nộp thuế của Quận Cam trong đó có vị của chúng tôi <laughs> xứng đáng được hoàn lại tiền. Những cáo buộc này cho thấy sự lừa dối trắng trợn và lòng tham của những cá nhân chỉ có động lực làm giàu cho bản thân. Giám sát viên Katrina Foley cho biết, vụ kiện làm nổi bật tình trạng lạm dụng tràn lan tiền của người nộp thuế để làm giàu cho những người trong cuộc có nhiều mối quan hệ. Thay vì nuôi dưỡng những người cao tuổi dễ bị tổn thương trong cộng đồng người Việt hoặc tôn vinh cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, tất cả là trò lừa hết thưa quý vị. Giám sát viên Đức Cha cho biết ông bối rối và phẫn nộ trước những tiết lộ gần đây. Việc sử dụng sai mục đích tiền bị cáo buộc không chỉ là sự thất bại của ban lãnh đạo quận Cam, trong đó lẽ đương nhiên giám sát viên Andrew Đỗ và kể cả những người khác nữa bao che, mà còn là sự phản bội lòng tin của công chúng. Vụ kiện cụ thể trích dẫn một ngôi nhà ở Tustin do con gái của giám sát viên Andrew Đỗ mua, 23 tuổi mà mua được căn nhà bạc triệu thưa quý vị. Vụ kiện cáo buộc Aloha Financial Investment cũng nằm trong đơn kiện giúp tài trợ cho việc mua nhà của cô Rhiannon Đỗ. Vũ Thị Thu Thảo được xác định trong các hợp đồng của quận lại là chủ tịch của công ty đầu tư Aloha cũng được nêu tên trong vụ kiện của quận Cam. Hồ sơ tài chính thu thập được cho thấy phần lớn tiền của quận gửi cho tổ chức bất vụ lợi VAS vào năm 2021 và 2022 đã được chuyển đến một nhà hàng ở Westminster mang tên Perfume River. Họ chụp được tấm hình trong nhà hàng này, đóng cửa, khen trại. Nhà hàng dựng lên để nấu đồ ăn, xong tiền chuyển vào, chuyển cho nhà hàng. Nhà hàng chuyển sang cho, bởi vì cái nhà hàng này nằm trong cái công ty đầu tư Aloha mà Vũ Thị Thu Thảo làm chủ công ty này. Quý vị thấy cái gì mối hết. Họ dựng lên hết tất cả để lấy tiền quý. Các lá thư yêu cầu được gửi vào cuối tháng 7 bởi các viên chức của quận cho biết các khoản thanh toán dịch vụ thực phẩm cho Perfume River and Lounge cho nhà hàng này đáng ngờ. Các lá thư cũng cho biết VAS đã từ chối giải thích về các khoản thanh toán lẽ đương nhiên hợp đồng thì một tổ chức bất vừa loại họ muốn nấu ăn thì họ hợp đồng với một nhà hàng Nhà hàng đó lại nằm trong đầu tư của Aloha Investment Và Vũ Thị Thu Tạo cũng nằm trong VAS luôn Không có cái tính độc lập thưa quý vị Và dính liếu với nhau tiền đó chuyển khoản thành tiền mặt Rút ra tiêu xài đầu tháng 4, đài phát thanh LAX đã hỏi cô Rihanna Đỗ làm sao cô có thể mua được ngôi nhà trị giá 1 triệu đô la với tư cách chỉ là sinh viên luật toàn thời gian tại UCLA. Thưa quý vị, sinh viên luật toàn thời gian đã đi học bán thời gian, tức là đi, đi làm á, part time không thôi. Quý vị làm part time một tháng kiếm bao nhiêu? Một tháng làm part time kiếm được 1 ngàn, nhiều lắm là 2 ngàn đô la và với cái đời sống đắt đỏ như thế này nhưng mà có gia đình có tiền ông bố làm giám sát viên bà, à, mẹ là thẩm phán thì lẽ đương nhiên chúng ta biết gia đình thì làm sao mà bố mẹ như thế mà không có hỗ trợ con gái tiền trả cái tiền đâu mà đóng tiền học ở uci đi làm đổ xăng ăn trưa cũng không đủ nữa nhưng mà có tiền để mua căn nhà Tustin. Thưa quý vị, uh, Rihanna Đỗ đã không trả lời. À, số tiền này căn nhà 1 triệu Mỹ Kim thời đó đó. À, làm bán thời gian cho VAS. À, tổ chức bất và lợi cô đứng ra. Làm giám đốc điều hành. Cũng là nhân viên bán thời gian luôn. Cái khoản thế chấp tức là tiền uh, mua căn nhà này là 621.000 Mỹ Kim theo tài liệu ghi nhận. Rihanna đổ không trả lời các câu hỏi về nguồn gốc của các khoản thanh toán ban đầu cho ngôi nhà, nhưng trong hai phản hồi qua email, tức là trả lời các câu hỏi này của Elias, cô cho biết cô làm việc chăm chỉ để có được ngôi nhà, trích dẫn công việc thực tập mùa hè và công việc tại VAS Cô cũng một lần nữa phủ nhận việc cô từng giữ các vai trò lãnh đạo tại VAS. Thế nhưng chín văn bản quận Cam thu thập là tên của cô đứng ra ký hết. À, cô nói như thế này, như tôi đã nói trước đây, tôi chưa bao giờ là cán bộ hoặc giám đốc của VAS. Tôi đã làm việc trong 3 năm qua để giúp họ thành lập một phòng khám sức khỏe tâm thần. Đây là phòng khám đầu tiên thuộc loại này dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại quận Cam, cô nói sau đó tôi được thuê để làm việc cho một đề xuất về chương trình dinh dưỡng cho người cao tuổi, một chương trình dịch vụ thực phẩm dành cho người cao tuổi hoàn toàn không liên quan đến covid và bất kỳ khoản tài trợ nào cho covid. wow mà tiền này lại là tiền covid. tôi cũng đã làm việc tại một công ty luật vào mùa hè năm ngoái, tôi đã làm việc chăm chỉ để mua được căn nhà của mình, học luật toàn thời gian, đi làm bán thời gian. 23 tuổi mà mua được căn nhà 1 triệu. Hồ sơ cho thấy thu thập hàng tháng của cô từ tổ chức bất vụ lợi VAS là 4.600 Mỹ Kim. Làm bán thời gian cho một tổ chức bất vụ lợi mà tiền lương là 4.600. Quá tuyệt vời thưa quý vị. Tôi cầu cho có được việc làm nào như thế. <laughs> Ngoài ra, Peter Phạm, người sáng lập VAS, bị cáo buộc trong vụ kiện sử dụng tiền của quật để trả tiền sửa chữa và cải thiện ngôi nhà của mình ở Budapest. Lấy được hết, tiền rút ra, bắt đầu chi tiêu. Đài phát thanh Elias cũng đã liên lạc với giám sát viên Andrew Đỗ để xin bình luận thế nhưng không được trả lời. Giám sát viên Andrew Đỗ trước đây đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong các cuộc phỏng vấn với các, các phương tiện truyền thông khác và tuyên bố rằng báo cáo của đài phát thanh LAX là không chính xác phản bác hết, ông là luật sư mà công tố mà, cho nên nô no là nô, no. không nhận không nhận cho đến khi có đơn kiện cả đã, rồi à, chờ bồi thẩm đoàn phán quyết xem như thế nào. Mark Rosen, một luật sư của VES cho biết ông cần thời gian để đọc đơn kiện, tức là mới có ngày hôm qua thôi, còn sớm quá chưa đọc hết. Và đài Ellis cũng đang lên kế hoạch và cũng như liên lạc với các bị cáo được nêu tên khác và sẽ có thêm thông tin về câu chuyện đang diễn ra. Hai giám sát viên quận Cam, Katrina Foley và Vincente Semiento đã gọi đến văn phòng biện lý quận của qu... của quận tiểu bang California và Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào hôm thứ tư để yêu cầu điều tra việc sử dụng các quỹ của tiểu bang và liên bang được phân bổ cho VS và tổ chức cứu trợ Hand to Hand, một tổ chức phi lợi nhuận khác mà giám sát viên đỗ phân bổ tiền trong thời gian đại dịch. Như vậy có thêm tổ chức khác nữa hand to hand và yêu cầu cũng điều tra hơn nữa và điều này có nghĩa là họ đã liên lạc với liên bang bộ tài chính sẽ nhảy vào để xem cùng một lúc cuộc điều tra của quận Cam và liên bang cũng như tiểu bang California. Chúng tôi trở lại ngay sau bản quảng cáo.